bên này sẽ là một quả đá phạt góc được dành cho U23 Việt Nam, và người sẽ thực hiện đó là trung thành. Anh Việt đưa bóng vào. Nguy hiểm! Đó là bàn thắng cho U23 Việt Nam. Hoàn toàn là người đã giúp cho U23 Việt Nam vượt lên. Không cần phải ôm hôn nhau. Chúng ta tự hào vì lá cờ Việt Nam. Trần Bảo Toàn, niềm hy vọng mới của người hâm mộ đội bóng Phố Núi. Từ niềm đam mê với trái bóng trên những sân đất ở làng, tiền vệ Trần Bảo Toàn đã nỗ lực để trở thành tài năng trẻ đầy hứa hẹn của bóng đá Việt Nam. Trước khi đi vào nội dung chính của video, các bạn đừng quên nhấn like, share và đăng ký để ủng hộ kênh sớm đạt 10.000 lượt đăng ký. Và bây giờ chúng ta sẽ đi vào nội dung chi tiết. Trần Bảo Toàn là lứa cầu thủ theo đuổi đam mê với trái bóng tròn từ khá sớm, thuộc vào hàng trẻ tuổi nhất nhì ở Quảng Ngãi, xuất thân từ một cậu bé con nhà nông ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn. Năm lên 8 tuổi, Trần Bảo Toàn bắt đầu làm quen với chơi bóng và rồi đam mê, bén duyên với chàng trai ấy từ lúc nào không hay. Năm 11 tuổi, Trần Bảo Toàn vượt một chặng đường gần 1.000 km vào tận thành phố Hồ Chí Minh để thi tuyển vào trung tâm đào tạo bóng đá trẻ BVF. Cậu là một trong số ít thí sinh của cả nước được tuyển chọn, Trần Bảo Toàn chia sẻ. Thời điểm đó, thầy cô ở trường rồi bà con trong làng thấy tôi đá bóng tốt nên khuyên ba mẹ cho đi thi vào PVF. Tôi cũng không biết đi thi để làm gì, vì mình chỉ biết mỗi chiều ra sân ruộng đá bóng và vui nhất. Chú Mười là người đã kết nối cho tôi đến với nghiệp bóng đá. Thầy giáo Đỗ Đông Hải, tức chú Mười, trao đổi. Hồi Toàn nó học lớp 5 thì tôi có dạy ở trường tiểu học xã Bình Khương. Toàn là một cậu bé có năng khiếu đặc biệt về thể dục thể thao. Thi môn thể thao gì Toàn cũng giành giải nhất. Riêng về bóng đá thì Toàn rất mê và đá rất hay. Năm 11 tuổi, Toàn đã phải xa nhà vào BVF học tập và tập luyện. 3 năm sau thì BVF làm thủ tục cho Toàn phải trở về quê hương với lý do thể trạng và sức khỏe em không đảm bảo. Toàn bộc bạch, lúc đó em cảm thấy rất buồn, không lẽ mình không còn cơ hội nào để theo con đường bóng đá chuyên nghiệp. Năm 2013, Trần Bảo Toàn quyết tâm thi vào Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG. Lần thi ấy, Toàn không đậu nhưng còn may mắn với duyên bóng đá nên được tuyển vào lớp năng khiếu khóa 3 của Hoàng Anh Gia Lai. Toàn lại tiếp tục cuộc hành trình khởi nghiệp bóng đá của mình trên đất núi Gia Lai. Nhờ chịu khó học hỏi, tiếp thu tốt các kỹ năng, cộng thêm có năng khiếu bóng đá bẩm sinh, Trần Bảo Toàn được đánh giá rất cao. Năm 17 tuổi thì Hoàng Anh Gia Lai rút Toàn từ lớp học năng khiếu qua Học viện Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG để đào tạo và tham gia thi đấu nhiều hơn ở các giải bóng đá trẻ. Từ đây, cánh cửa khởi nghiệp từ bóng đá bắt đầu mở rộng cho một cậu bé đã dần bền bỉ trong nhiều năm ôm bóng đá bằng tất cả niềm đam mê, tiếp tục chinh phục những giấc mơ. Cột mốc đầu tiên của tiền vệ Trần Bảo Toàn là khi Toàn vinh dự được đeo băng đội trưởng của U19 Hoàng Anh Gia Lai Arsenal JMG tại giải U19 quốc tế năm 2017. Một năm sau đó, Toàn được huấn luyện viên Hoàng Anh Tuấn tuyển chọn tham gia vào đội tuyển U19 Việt Nam để dự giải U19 Đông Nam Á tại Indonesia. Toàn lọt vào tầm ngắm, được gọi dự U19 quốc tế tại Qatar và tiếp đó là góp mặt ở vòng chung kết U19 châu Á. Sau đó, Trần Bảo Toàn gia nhập câu lạc bộ Phố Hiến theo bản hợp đồng cho mượn. Toàn đã lập cú đúp giúp Phố Hiến giành chiến thắng 4-1 trước đội bóng Vũng Tàu và có vé thăng hạng năm 2019. Riêng Trần Bảo Toàn, anh nhanh chóng trở thành chân sút đầy tài năng và được coi là hạt giống của Hoàng Anh Gia Lai. Hoàng Anh Gia Lai nhìn nhận tiền vệ trung tâm Trần Bảo Toàn là tiền vệ có kỹ thuật chơi bóng thông minh, có chiến thuật tốt, cộng với nền tảng thể lực mạnh mẽ, dù thể hình nhỏ nhắn. Năm 2022, Toàn từ một viện binh đã trở thành một nhân tố chính tỏa sáng trên đất Campuchia khi ghi bàn thắng duy nhất vào lưới đội tuyển U23 Thái Lan, giúp U23 Việt Nam vô địch giải năm 2022. Toàn bảo đó là niềm hạnh phúc lớn lao, nhưng cũng là kỷ niệm đáng nhớ nhất trong sự nghiệp thi đấu của mình. Ở giải đấu này, Toàn là cầu thủ không có tên trong đội tuyển chính thức, là viện binh được điều động khẩn cấp từ Việt Nam sang Campuchia sau khi U23 Việt Nam có hàng loạt cầu thủ dương tính với COVID-19. Toàn chia sẻ, thời điểm đó khi nhận được tin, tôi và 3 đồng đội khác phải di chuyển gấp sang Phnom Penh bằng đường bộ, đi trong nhiều giờ đồng hồ. Đến nơi, em chỉ kịp nghỉ ngơi vài tiếng đồng hồ rồi thi đấu luôn. Trận đấu được coi là kinh điển ấy, các học trò của huấn luyện viên Đinh Thế Nam đã quyết đến, sức cùng lực kiệt và đã giành chiến thắng nhiều cảm xúc. Khi được hỏi về ước mơ, Bảo Toàn nói, tôi ước mình được góp mặt và trở thành tuyển thủ chính thức của đội tuyển bóng đá quốc gia. Tôi hy vọng điều ấy sẽ trở thành hiện thực để tôi có cơ hội đóng góp cho bóng đá nước nhà, để không phụ sự kỳ vọng của ba mẹ, của người hâm mộ và những người thầy đã dìu dắt mình.